Kính bạch Thầy, con đã nghiêm túc tu tập, không tham sân si để có duyên gặp Thầy. Chắc chưa? Are you sure? Thầy cho con hỏi vì sao con hay nằm mơ thấy bà của con. Vậy là bà con chưa siêu thoát hả Thầy? Và Thầy cho con hỏi tại sao con đọc chú Đại Bi con hay bị tiếng động quấy rối, dù ở nhà chỉ một mình con và con còn bị đau hàm khi niệm chú nữa. Thưa đại chúng, cái này là mình hỏi cái này rất là khó ai dám trả lời, tại vì có biết đường đâu mà ra. Hỏi mình nằm mơ thấy bà con đi chưa, nếu đi rồi đâu quay lại cho mình thấy. Cái này thì căn cứ trên cái lời của chư tổ, nếu mình gặp một người nào mất người thân của mình còn thường thấy họ thì mình hãy để ý lại mình thấy họ ở trong cái trạng thái gì. Thật ra câu hỏi này Pháp Hòa đã trả lời rất nhiều lần, có lẽ chưa được nghe. Chứ còn nếu mình nghe là mình biết rằng mình sẽ để ý lại cái trạng thái mình gặp người mất, họ trong cái cảnh duyên khổ sở hay là cảnh duyên rất tự tại. Nếu họ thoải mái bình an thì chuyện bình thường, nghĩa là họ có được một cái đời sống ở đâu đó một cách rất tự tại. Còn nếu như mình thấy họ ở trong chỗ tối tăm khổ đau thì mình tụng kinh, mình tu tập để hồi hướng cho các vị này. Còn khi mình tu tập á, chắc chắn mình sẽ bị những thử thách từ sắc tướng âm thầm. Thí dụ, trong khi mình ngồi thiền tụng kinh, có thể là mình dễ bị nóng nảy bởi những cái gì xung quanh mình, dù là một tiếng động hay ai đó đi tới đi lui làm cho mình khó chịu. Hoặc là trong khi mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình hay bị ngủ gật. Hoặc trong khi mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình hay bị phân tâm. Tất cả cái đó nó chỉ là sự thử thách. Bởi vì không có một cái việc gì chúng ta làm mà nó không có thử thách. Tại vì thường ngày mình sống trong cái tập khí đó. Bây giờ mình bắt nó không làm những cái chuyện đó khó lắm. Giống như một đứa con nít ở nhà nó chạy nhảy quen rồi. Bây giờ vô trong chánh điện mình biểu nó ngồi yên một chỗ, khó cho nó quá. Thành thử ra nếu mình ngồi, nó ngồi được chừng 2 phút là nó đã muốn đứng dậy, nó chạy tiếp. Thì mình lại phải làm sao kéo nó lại ngồi cho yên. Còn không phải kiếm một chỗ nào đó cho nó ngồi yên. Mình ngồi với nó cũng như thế. Những cái tiếng động nó không có, nó chỉ là một cái tiếng động, mà tại vì cái tâm mình bị động. Chứ thí dụ mình nói tiếng động là bình thường thì nó sẽ là bình thường. Và thường xuyên đó là mình hay bị tiếng động là tiếng không bình thường, sợ hãi. Tại sao bao nhiêu lúc có người ở nhà, bao nhiêu tiếng động mình bình thường, mà ở nhà một mình thì mình lại bị nó động. Cho nên có một vị đệ tử tới gặp một người thầy, nói kính bạch thầy, con bị động tâm. Thì thầy trả lời, vậy tâm không đừng có động. Nghĩa là người ta muốn, người ta tạo tiếng động. Cái quan trọng là mình coi tiếng động đó là tiếng động bình thường hay là mình tự nhiên tiếng động ở bên ngoài thì mình lại bị động tâm. Rồi mình tạo cho mình một cái xác định đây là ma, quỷ hay cái gì đó, tự mình làm hù dọa lấy mình. Mà thật ra cuộc đời này chỉ là muốn tiếng động thôi. Cho nên nhiều khi mình để ý cái đó. Nhiều khi mình ở nhà đó, không biết ở đây, quý vị biết ở bên Canada nhiều khi mùa đông đó, với lại mùa hè đó, là gỗ nó co giãn. Rồi nhiều khi mình ở nhà một mình yên tĩnh quá, thì bắt đầu mùa đông tiếng gỗ, mùa hè tiếng gỗ. Những cái trống, những cái tượng bằng gỗ bên Canada phần lớn là bị nứt. Là vì thời tiết nó quá khô, rồi mình mùa đông mình mở hít nữa, mình sưởi nữa, cho nên nó làm cho gỗ bị nứt, bị co lại, trống hư hết. Thật ra nếu mà thí dụ mình, nếu mà mình người mà mình thích sống kiểu như vậy, mình nó chết mồ rồi, chắc mà mình tu hành không đàng hoàng hay sao, trống nó teo rồi hết. Tự mình đặt ra những cái dọa dẫm, cái hù dọa cho mình, không cần thiết. Cho nên tiếng động là cứ tiếng động. Mình cứ coi bất cứ một tiếng động ở trong nhà,
như bao nhiêu tiếng động bình thường thôi. Tại sao những tiếng động khác mình không sợ, mình lại sợ chỉ một tiếng động khác? Cho nên tiếng động cứ tiếng động mà tâm mình đừng có động. Giống như có một người đó đi, Đức Phật đi với Ngài A Nan trên đường, thì hai thầy trò, ông thầy thì dùng vô số lời lẽ để phỉ báng Đức Phật, còn người học trò thì dùng vô số lời lẽ để tán thán Đức Phật. Thì lúc đó đi đến một góc nọ thì các vị mới hỏi, tại sao hai thầy trò đó, một người chửi Phật, một người khen Phật, mà con thấy Ngài không nhúc nhích gì, Ngài không có để tâm gì hết? Ngài nói rằng khi người ta khen mình cũng khoan mừng mà phải nghe lại cái lời khen nó có chính xác không, nó có đúng như mình làm không mà người ta khen. Mà khi người ta chê mình cũng khoan vội vã, mình buồn phiền, mình xem có cái lời chê đó nó có đúng mình không. Nếu nó không đúng thì không có gì để mình phải bận tâm. Mà nếu nó đúng thì mình làm đúng thì ta khen chuyện bình thường, có gì mình phải nói đúng, hay là mình khó chịu hay là mình dễ chịu, để rồi mình bị vui buồn theo cái đó. Cho nên có những người á, người ta tập một cái cảnh á, là người ta ngồi thiền á, hay ta tụng kinh á, là người ta nhất định người ta không thay đổi cái gì hết, để yên như vậy để người ta thử thách cái sức chịu đựng của người ta. Cho nên quý vị nhớ là tiếng bên ngoài có động nhưng tâm mình phải ráng bất động, để đừng có bị những cái tiếng động đó. Tiếng khen cũng là một động, bất cứ cái gì mình cũng bị động tâm. Thí dụ mình đang đứng tụng đã thắp hương vậy nè, nguyện đem lòng thành kính, vậy có ai bấm chung đó, con mình không nghe cái mình sẽ quá mở cửa con ơi, gửi theo đám mây hương, rồi là mình bị động. Cái chuyện mình đang tụng kinh thì cứ tụng kinh, tiếng bấm chuông con mình nó nghe nó mở, yên tâm chuyện. Nhưng mà mình bị một tiếng chuông một cái là mình bị động liền. Thậm chí là mình đang tụng kinh vậy đó mà nghe điện thoại reo cái ngón, cái số của ai vậy. Nếu mà số người nào mình không thích thì thôi khỏi bắt, còn nếu mà người nào mình thích cái bắt lên cái em đang tụng kinh nghe chị. Chi vậy, chỉ một câu nói rồi cúp hôn. Mà cũng phải nói cái chúng ta bị động. Mà rất nhiều cái chúng ta bị như vậy. Đang ở trên chú tâm lên chánh điện mà ở phía sau này nó làm cái gì, cái rầm cái xoay qua liền, thì mình rất là dễ bị động tâm. Chính vì vậy mà mình phải cố gắng mình thực tập cái định tĩnh. Quý vị có nhớ trong Tây Du Ký mà lúc mà thầy trò Huyền Trang thấu là đấu với cái ông đạo sĩ mà ruồi nó đậu trên mặt mà ngồi bất động. Có nhiều khi một con ruồi thôi, mình to hơn con ruồi nhưng mà con ruồi làm mình rớt đài. Có à, cho nên là vì tao phải đánh mày, con ruồi đậu rất chết chết. Vì tao phải đánh mày, mà vì mày tao phải đánh mày đánh tao. Làm cái chát trên mặt là hai người mình cũng đau lắm chứ bộ. Con xin thầy trả lời câu hỏi mà con đang thắc mắc, khi đã chết nên chôn hay thiêu, cái gì tốt hơn và được giải thoát? Ủa sao chiều nay mấy vụ này không vậy? Phật đản mà hỏi gì. Thật ra thì mấy cái này Pháp Hòa cũng trả lời hoài, chắc có lẽ quý vị cũng chưa được nghe thôi. Giải thoát không phải chôn hay thiêu, mà giải thoát là ngay khi mình sống nè, cái tâm mình có giải thoát những phiền não khổ đau, những chấp trước dính mắc, tự ái tự cao tự đại của mình, giải thoát mấy cái đó. Chứ không phải thiêu giải thoát hay là chôn giải thoát. Chôn hay thiêu bất quá là một cách xử lý một xác chết. Nói cho rõ ràng là cách xử lý. Con người khác con vật nó chết nó nằm ở trong rừng, con vật khác tới ăn, hoặc lâu ngày nó tự rã, nó tan biến trong đất. Nhưng con người không làm vậy được. Con người văn minh hơn, con người cần phải xử lý. Nhưng xử lý nó thì cũng phải tùy quốc độ. Thí dụ như ở Tây Tạng, không thể chôn gì không có đất, cho nên buộc lòng người ta phải thiêu, hoặc là người ta đem lên núi cho chim, cho quạ nó ăn, chứ còn người ta không có chôn được. Còn như mình ở đây, thí dụ như có một số nơi Pháp Hòa biết là chôn
nhưng mà miếng đất chung đó chỉ có giá trị 30 năm thôi. Sau 30 năm người nhà phải lên ký lại một cái hợp đồng khác với nhà hòa, với nghĩa trang để tiếp tục được chung cái người đó ở cái miếng đất đó. Cho nên có nhiều nơi người ta thiêu đi để chi gọn gàng cho con cháu mai này đi đâu cầm theo cũng dễ. Hoặc là nếu một lúc nào đó không còn ai giữ nữa thì chúng ta làm lễ thủy tạng giải quyết. Cho nên thưa đại chúng, chôn hay thiêu không phải vấn đề giải thoát của mình, mà cái nào tiện lợi gọn gàng, nói cho gần gũi nữa rẻ. Cái nào tiện lợi cho con cháu mình trong tương lai thì chúng ta làm vậy thôi. Không có giải thoát, chôn không phải giải thoát mà thiêu cũng phải giải thoát là ngay bây giờ. Cái cách sống của mình có làm mình giải thoát không? Sống mà không giải thoát mà đợi chết, chôn hay thiêu giải thoát sao được? Chôn đè nặng thấy mồ chạy không kịp. Giải thoát ngay tâm hồn mình. Bây giờ ai đè mình đâu? Một lời nói thôi mà nặng nề mình mấy năm. Vậy mình hỏi mình giải thoát chưa? Còn nếu mà chôn rồi ở đây một lớp quan tài, thêm cái lớp vỏ ngoài, đổ một đống đất lên, nặng thấy mồ, giải gì nổi. Cho nên đó, bây giờ chỉ một lời nói người ta thoáng qua tai mình thôi mà mình đã biến nó thành một cái cục sắt ngàn cân đè trên người mình hết năm này qua tháng kia rồi đó. Bao nhiêu đó thôi, mình hỏi là mình có giải thoát chưa? Cho nên đừng đợi chết mới giải thoát, phải giải thoát ngay bây giờ. Những lời nói, những hành động của ai đó làm mình buồn phiền hay là những chấp trước của mình, nên giải thoát mấy cái đó trước. Mà giải thoát được cái đó rồi đừng lo. Mình đã giải thoát được cái đó rồi, chôn thiêu mình chẳng có quan tâm nữa. Con muốn làm sao đó con làm, miễn tiện lợi cho tụi con thôi. Cha mẹ mà tự tại, cha mẹ có nói vậy, cũng đừng nói nhớ đem má về Việt Nam, làm cho rùm beng lên để má nở mặt nở mày. Chết mà nở mặt nở mày gì nữa. Mình nở xong con nó cũng nở mới nợ. Không cần thiết. Tử là tán, khỏi coi ngày. Tử là tán, chết rồi còn cái gì nữa. Mà nói ra cho cùng coi ai, coi toàn người sống không. Thành thử ra mình muốn coi thì mình coi, không có gì. Nhưng mà theo cái quan niệm của Phật giáo thì chết là chúng ta phải giải quyết. Bây giờ mình coi ngày xong nó kéo dài 2-3 tuần lễ, cử đứa này tuổi kia không bao giờ mà không có. Cho nên người ta coi đó, người ta cũng đâu có lấy hết danh sách gia đình ta coi đâu. Ta coi người con trai trưởng thôi, người dâu trưởng, đứa cháu nội đích tôn, lấy ba tuổi đó làm chuẩn, hoặc bà vợ và ông chồng. Chứ nếu lấy hết cả nhà ra coi chắc khỏi làm gì hết. Kính chúc thầy nhiều sức khỏe, xin thầy giải giúp con một việc. Bạn của con nói khi gặp đồ gì của ai cũng không nên lượm hoặc nhặt đưa cho ai, ví dụ như đưa cho cảnh sát hoặc tìm người trả lại, vì như vậy mình sẽ tạo nghiệp. Thưa thầy, bạn con nói vậy có đúng không? Bạn của cô hay chú đây hỏi đó, bạn của quý vị nói, sao quý vị không đi hỏi bạn của quý vị? Bây giờ ví dụ cái người đó nói là thấy đồ gì của ai rớt đừng lượm, dù là lượm trả cho cố chủ, dù là lượm đưa cho cảnh sát cũng không nên, vì như vậy là tạo nghiệp. Vậy thì mình đặt lại câu hỏi, nghiệp gì mà tạo? Cái người nào nói thì mình phải hỏi người đó để người ta giải thích. Người ta nói nghĩa là người ta phải có câu trả lời, người ta phải có lý lẽ. Bây giờ một người nói hỏi một người biểu trả lời sao trả lời, phải không? Thí dụ mai mốt ai nói đừng làm gì không nên, hỏi ta liền không nên làm sao chị, cái gì không nên, tự nhiên nghe ta không nên cái lật đật làm theo người ta rồi đi hỏi người khác. Người ta nói ở con còn nhỏ con đừng có thờ Quan Âm, vậy hả cô, thôi con để con đem tượng này lên chùa con đưa lại. Xong hỏi thầy, bà đã bà nói vậy có trúng không thầy? Bà nói hả? Hỏi bà. Người nào người ta nói nghĩa là ta sẽ có câu trả lời. Mình nên hỏi người ta để người ta giải thích cho nó đàng hoàng. Về mình nói về lỡ trúng không trúng ý người ta sao?
Nhưng mà nếu mà hỏi thì em nói. Về phần của em không có vấn đề gì hết. Mà nếu nói tạo nghiệp, có, mà tạo nghiệp tốt. Nghiệp có chứ, nhưng mà tạo nghiệp tốt. Vì cái nghiệp tốt này mà ở đâu? Ở cái chỗ là sống không thờ ơ, sống không bỏ mặc người khác. Khi người ta rớt đồ, thí dụ người ta rớt 10-20 đồng thôi mình thờ ơ còn có lý. Người ta rớt một cái hộ chiếu, người ta rớt một cái thẻ quốc tịch, người ta rớt một cái bằng lái xe, một cái thẻ credit card người ta, mà biết họ là ai mà không lượm lại, có phải là mình xấu không? Rồi bây giờ mình không biết họ là ai mà tốt nhất đưa cảnh sát để bảo đảm cái thẻ này không bị người khác sử dụng. Như vậy câu này nè, nếu người đó nói là làm như vậy sẽ tạo nghiệp, có đúng không thầy? Dạ đúng, mà tạo nghiệp tốt chứ không phải là nghiệp xấu. Quý vị hiểu ý không? Nghiệp là gì? Nghiệp là cái thói quen sống của mình. Nếu mình sống mà mình thờ ơ, mình bỏ mặc đó, nó cũng thành cái nghiệp đó. Nhưng mà đó là nghiệp thờ ơ, lạnh nhạt, bỏ mặc, không quan tâm. Còn nếu mình nhìn cái gì mình muốn quan tâm hết, đó là cái nghiệp tốt của mình. Thường á, Pháp Hòa vô ngồi trong pháp thoại á, mà thấy ai còn ở ngoài cửa chưa được vô mình khó chịu lắm. Tại vì một là trời có thể lạnh, hai là trời quá nóng bức, hoặc là người ta đứng như vậy người ta mỏi chân. Mà trong khi đó có chỗ nào tốt mình mời người ta vô tốt. Quý vị hiểu ý mà nói tới mình sống mà mình luôn luôn mình biết quan tâm với người khác. Chứ còn mình sống mà mình không có quan tâm gì, kể ai làm gì làm, mà thậm chí mình nói một câu không phải chuyện của tôi, thì nhớ là mình nói câu đó thì mai mốt mình đụng chuyện gì thì người khác cũng có thể sử dụng câu đó lại với mình là không phải chuyện của tôi. Như vậy mình sống với ai? Mà gặp chuyện gì của Phật ơi cứu con, Phật sẽ nói không phải chuyện của tôi. Quý vị Vietnamese, tôi Indian. Cho nên mà không phải vậy. Học Phật giáo không phải như vậy. Đạo Phật không có những cái lý thuyết như vậy, không có những cái chủ trương như vậy. Mà Đạo Phật ở đâu? Đạo Phật ở hồi sáng quý vị nhớ không? Phật ở đâu? Phật trên cành lá, cây quỳnh, cây dao. Phật ở đồi cao, ở biển cả. Phật ở trên lá, trên hoa. Phật ở khắp mọi nơi, mọi chỗ, mọi chỗ nào sống có biết thương, biết hiểu là chỗ đó có Phật. Sống mà biết thương, biết hiểu là chỗ đó có Phật. Một bà cụ đang đi, cho nên nhiều lớp có Phật đang đứng chụp hình vậy nè. Thấy một vị già yếu đi tới, sắp sửa lên, không bao hiếm khi nào có Phật đợi quý vị đã chạy lên tới đây. Mình chạy xuống đó, mình đứng ngay đó, mình chụp tấm hình để người ta đỡ đi. Mình khỏe mình chạy tới đó được mà. Cái tu của mình ở đâu không biết, nhưng mà sống mà chỉ cần biết quan tâm người khác thôi đã là một cái đức lớn rồi. Một cái đức lớn rồi. Còn nếu mình sống vậy, mình sống sợ gì? Sợ nghiệp mà không dám đụng tới ai hết á. Vậy thì ai đụng tới mình cũng lãnh nghiệp chết đó. Cho nên nó có ông thầy á, kho đậu hũ không cho đệ tử ăn. Mỗi ngày nó cứ nhìn miếng đậu hũ nó thèm hoài. Nó nói thầy ơi, sao mình chưa được ăn đậu hũ? Nó để yên đó con, kho lâu cho nó thấm. Ngày hôm sau ổng đi ổng té cái rầm ở ngoài đường á, ở ngoài cái sân chùa. Con đỡ thầy dậy con. Nó thôi thầy nằm đó cho nó thấm. Quy y Tam Bảo là một buổi lễ để chúng ta chính thức phát nguyện trở về nương tựa Phật Pháp Tăng. Vì chữ quy y nghĩa là quay trở về. Quay trở về gọi là quy. Y là nương tựa. Quay trở về để nương tựa với Tam Bảo. Phật là người thầy dẫn dắt. Phật có đủ khả năng dẫn dắt soi đường. Pháp là lời dạy của Phật.
là chân lý, là con đường. Mình muốn đi đâu mình phải biết đường, mình muốn làm việc gì phải biết cách. Đi không biết đường đi không thể tới, làm không biết cách làm sẽ hư sự. Cho nên sống mà không biết cách sống, sống sẽ khổ đau cho mình và cho người. Cho nên hôm nay chúng ta chính thức nương tựa lời dạy của Phật, để lấy lời Phật dạy làm phương châm, làm chân lý, làm ánh sáng để hướng dẫn cho cuộc sống của chúng ta. Quy y tăng là trở về nương tựa đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Cho nên khi chúng ta lạy Phật, chúng ta lạy ba lạy. Ba lạy là tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng, chúng ta gọi chung là Tam Bảo. Tại sao phải quy y? Quy y không phải là một buổi lễ gia nhập một tôn giáo, mà là một cái sự phát nguyện. Bắt đầu hôm nay, con nguyện phướng đời con, cách sống của con hướng thượng, hướng thiện. Xưa nay con muốn quẹo đâu con quẹo, bây giờ bắt đầu từ hôm nay con nhắm cái hướng mà con đi. Con không buông trôi mà con biết sống hướng thượng, biết hướng nào tốt thì hướng nào, và đi cho trọn cái con đường mà chúng ta đã đi. Quy y để có một cái cách sống ý thức rõ ràng, ý thức cái khổ mà chúng ta làm để cái khổ đó không có mặt, hoặc là cái khổ đó giảm đi mà hạnh phúc nó có mặt. Ví dụ, ý thức được cái sự sát hại cho nên nguyện không giết, không sát hại mọi người. Ý thức cái khổ của bất công cho nên không gian tham trộm cắp. Ý thức cái khổ của đổ vỡ hạnh phúc gia đình cho nên không quan hệ tình cảm dục nhiễm. Ý thức được lời nói có thể đem lại hạnh phúc cho người, cho nên nguyện không nói những gì làm tổn hại đến người khác qua lời nói của mình. Nhưng nếu chúng ta vừa ái ngữ mà vừa biết lắng nghe người khác, thì chúng ta trọn vẹn một câu chuyện, trọn biết, trọn sự hiểu biết. Và chúng ta hiểu biết sâu chừng nào thì tình thương chúng ta càng lớn. Cho nên cái điều thứ tư là nguyện nói lời ái ngữ và học hạnh lắng nghe. Và cuối cùng, chúng ta ý thức được rằng thân thể này do tổ tiên trao truyền, phải biết dưỡng thân, ăn uống lành mạnh, sống lành mạnh, bớt rượu, bia, thuốc lá, xì ke, ma túy để bảo đảm sức khỏe của thân. Những câu chuyện nào, những phim ảnh gì nó có tính cách làm tổn hại đến cái tâm thức của mình, để không tăng trưởng bạo động, căm thù, vân vân, thì chúng ta nên tiếp xúc. Còn cái gì nó không mang lại sự lành mạnh mà nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm thức mình thì chúng ta nên tiết chế. Cũng giống như con nít, con có cháu của mình, nó chơi với bạn bè, nó ảnh hưởng những tư tưởng bạo động, nó ảnh hưởng những tư tưởng gọi là không lành mạnh, thì chúng ta lập tức tìm cách giúp cho con mình. Thì chính bản thân mình cũng vậy. Cho nên năm cái điều này: không sát hại, không trộm cắp, không tà hạnh, không lường gạt, không sống thiếu ý thức về sự tiêu thụ hàng ngày, hoàn toàn cho đời sống con người của chúng ta. Nó không phải làm điều này để lợi cho một đức Phật, hay là để lấy điểm với một đức Phật, mà chúng ta thực hiện điều này để làm lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Đạo Phật là để cung ứng cho con người và lấy con người làm cái trung tâm, làm cái điểm chính để hướng dẫn, để thuyết giáo. Cho nên tất cả những gì trong đời sống con người thì chúng ta cần thổi vào đó một cái ánh sáng của Phật Pháp, để cái việc đó nó tươi sáng lên, nó lành mạnh lên, và không có bị những cái bụi bặm, những cái phiền não nó xâm chiếm, nó làm khổ. Ví dụ như đời sống con người, người ta có đời sống vợ chồng, thì Phật giáo sẽ soi vào, soi sáng cái những cái lời dạy về hạnh phúc hôn nhân theo lời Phật dạy, để làm cho cái hôn nhân đó được hạnh phúc, để bình an trong cái đời sống của con người. Bây giờ con người ngoài cái sống đám cưới ra, con người còn có đám ma, đám chết. Cho nên Phật giáo cũng thổi vào những cái tang lễ
những lời giảng để con người ý thức sự sống chết. Con người vẫn bị già chi phối, cho nên đạo Phật thổi vào cái chân thật, cái vô thường đó để nói lên chân lý và hướng dẫn con người không sợ hãi ở cái già bệnh. Như vậy đạo Phật lấy con người làm cái đối tượng, và cái pháp môn tu tập là chánh niệm thì chúng ta thổi vào đó. Chứ tu quy y không có nghĩa là bắt đầu từ bây giờ mình no life, không còn sự sống gì hết, không phải. Có nhiều người ta sợ, ta tưởng quy y là bắt đầu mỗi tuần phải đi chùa, phải cống hiến bao nhiêu cái gì đó, không, mỗi việc bình thường. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, cái nói của mình có chánh niệm hơn, cái ăn của mình có chánh niệm hơn, cách sống của mình có chánh niệm hơn, cách hành xử của mình có chánh niệm hơn. Ví dụ hồi đó mình đi ngang thấy bao rác, hỏi biết gì không? Dạ biết, bao rác, nhưng để đó luôn. Bây giờ đi ngang biết bao rác, đổ rác. Đó, bây giờ mình thêm cái đó đó. Hồi xưa giờ mình uống rượu biết không? Biết uống rượu không? Biết. Ồ, hay quá, có chánh niệm rồi, uống rượu, biết uống rượu. Bây giờ chánh niệm nó đưa mình đi xa hơn. Rượu sẽ làm mình bệnh, thuốc sẽ làm mình bệnh, cho nên mình ý thức điếu thuốc, ý thức ly rượu, để chúng ta tiết giảm, rồi dần đi tới cái chỗ chúng ta dừng nó. Dừng nó không phải để khổ, mà để chúng ta có một cái khác lợi ích hơn. Dừng nó để không tổn hại lá phổi, lá gan mình, mà còn để dành được tiền của mình, mà không làm cho người thân mình không vui, không hạnh phúc vì cái cách sống của mình. Như vậy quy y là tìm cho mình một cách sống tốt đẹp để hạnh phúc cho mình và người thân của mình. Pháp Hòa giải thích đơn giản như vậy để đại chúng hiểu được ý nghĩa quy y. Không phải chúng ta làm gì, nghĩa là bắt đầu từ bây giờ mình làm một cái gì mà chúng ta không với tới, mà tất cả rất bình thường trong cuộc sống. Nhưng bây giờ mọi thứ có chánh niệm soi vào, có ý thức vào đó, thì mọi việc nó sẽ khác đi. Nếu đại chúng đã tạm hiểu thì chúng ta chắp tay phát nguyện. Xin đại chúng chắp tay và đồng nói theo.